Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway ăn chia tầm giải thưởng 2000 token có kỳ hiệu là BUSD, con này chạy tảng BNB Smart Chain các bạn. Để tham gia hôm nay bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn theo dõi tờ Twitter các bạn. Theo dõi tờ Twitter của dự án nè. Và bạn like và tờ Twitter tăng 3 người bạn vào các bạn. Đây thì dự án này khá là uy tín các bạn. Trình em tiếp tới đây. Giờ mình test những dự án tốt cho tất cả các bạn nha các bạn. A cộng Google, A cộng Lê Du. Rồi các bạn tự quyết lại nha các bạn. Sau khi các bạn tự quyết xong thì các bạn lít chiếc phần link thứ hai của mình, các bạn mở link form ra ngay tới các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ, các bạn dùng BNB Smart Chain Bet 20 các bạn. Giờ gần đây quá trời nhiều dự án về làm không kịp các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ Smart Chain BNB Smart Chain hoặc là địa chỉ ETH trên YouTube Wallet cũng được các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ mình lại, các bạn qua đây nè. Các bạn mở link form ra, bạn bắt ở đây nè các bạn. Rồi các bạn tiếp tục các bạn điền username từ Twitter của tất cả các bạn nha bạn. Còn em các bạn mở từ Twitter của bạn ra thì các bạn sẽ thấy username của tất cả các bạn. Còn memo của bạn cho chính xác các bạn, bạn bấm gỡ nữa các bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình giveaway nhận 100 đô token. Đây cũng kết thúc các bạn. Chị mình chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn những video tiếp theo từ mình nha.